vận động viên Thái Lan chạy ở làn chạy số 5. Ở nội dung chạy ngắn, Thái Lan đã có được một huy chương vàng tại kỳ SEA Games năm nay. Và đó là huy chương vàng của Sorawat Dapbang, nội dung 200m. Thành tích là 20 giây 62. Ngân Ngọc Nghĩa của Việt Nam, huy chương bạc. Thái Lan, Malaysia và Singapore là những quốc gia được đánh giá rất cao ở nội dung tiếp sức 4x100m nam này. Vận động viên của Thái Lan đang bước đi rất nhanh. Người thứ ba của Thái Lan đang là người chạy nhanh nhất. Và đây là người cuối cùng của tiếp sức 4x100m. Thái Lan đã rất cố gắng bước lên nhưng họ không thể vượt qua được một vận động viên có lẽ là của Indonesia trong những mét cuối cùng. Như vậy là Thái Lan đã không thể bảo vệ được huy chương vàng rồi. Huy chương vàng đã thuộc về đội tiếp sức 4x100m của Indonesia. Chúng ta sẽ cùng xem lại những diễn biến trong cuộc đua tranh rất đáng chú ý giữa hai quốc gia Thái Lan và Indonesia. Indonesia đã tụt lại khá xa. Nhưng người chạy thứ 3 và người chạy thứ 4 của Indonesia đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Những bước chạy thần tốc. Có vẻ việc trao gậy giữa vận động viên thứ 3 và thứ 4 của Thái Lan là không thực sự tốt. Với hình ảnh vừa rồi thì chúng ta có cảm giác là vận động viên chạy cuối cùng của Thái Lan đã